Đây là cụ Hoàng. Cụ Đinh Tiên Hoàng. Cụ này đang lấy mã ID khi con IC đang bị tai nạn. Mai mốt anh em Hưng Yên gặp bạn này nha. Về Hưng Yên à? Sắp tới về Hưng Yên. Về Hưng Yên kiếm cơm chứ. Ở Bình Dương kiếm khó quá. Cái này là của Ablet hay là của anh? AB. K66 AB. Với công nghệ ngày nay, chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh, mọi công nghệ đã trong tầm tay của bạn. Anh em muốn lấy mã, muốn lập trình chìa khóa thì cứ đầu tư cái máy này, giống bạn Hoàng là làm được hết. Con IC này đã có người làm rồi nhá, nên bây giờ chúng ta sẽ kết nối vào, chúng ta vào cái chương trình là phục hồi dữ liệu SCU trước nha. Cho anh mượn. Sau đó chúng ta mới lấy được mã. SQ cái này. Cái bộ cấp nguồn đâu? Bộ cấp nguồn ở trên em kìa, lấy bộ cấp nguồn đi. À đây rồi. Ừ. Đúng rồi, rút cái dưới đây. Dùng bằng điện lưới luôn. Ơi. Bỏ đây đi, bỏ xuống, không có đâu. Rồi. Cấp luôn. Vì con IC này là có người lấy rồi, SCU có người lấy mã rồi, rồi chúng ta vô đi. Vô phần không. Lập trình khóa. Lập trình khóa Honda AB. Rồi nó đấy, rồi. Xuống chúng ta từ từ xuống cái phần nạp lại dữ liệu gốc. Rồi. Ok đi. Ok. Nạp lại dữ liệu gốc. Thành công, đồng ý đi. Đồng ý. Rồi, và chúng ta vô đọc lại ID, đọc ID ừ. Cái đồng ý. Rồi, chờ chút trong vài giây. Tại vì con IC này là có người làm rồi nên chúng ta phải thực hiện cái phương pháp là phục hồi lại dữ liệu gốc. Bởi vì nếu chúng ta không phục hồi dữ liệu gốc lại là nó sẽ không thể đọc được ra mã chính xác. Thì chúng ta về chúng ta sẽ không thể cài được chìa ấy nhé các bạn. Mà chụp hình lại đi. Anh chụp chưa? Chưa. Mà thôi để anh chụp đi. Mấy em chụp lại cái đi xong rồi ấy. Xong rồi tí lên mở khẩn cấp. Tự tin chứ. Không nghĩ là chụp để mở khẩn cấp á. Rồi. Chúc các bạn thành công. Như vậy là đã lấy mã thành công.